sự là suy nghĩ cứ xa là xa, rất là sai về bắp. Bắp làm xong mệt mỏi mà sao cũng chẳng làm gì cho bắp được, mà bắp vẫn còn rất là hiền, rất là tốt với ta. Thì ta thấy là thật sự sau này là ta phải suy nghĩ cái bản thân của mình lại. Thì đừng có nhìn một người xong rồi nói chuyện sơ sơ xong rồi nghĩ là mình sẽ biết người đó ra làm sao. Cảm ơn Sa. Hello. Hello Vanessa. Hi. Khỏe không em? Dạ em khỏe, chị khỏe không? Khỏe, em đang làm gì? Dạ thật sự là em đang gọi là tại vì có một người mà em muốn giới thiệu chị á. Mình hấp dẫn vậy. Hi chị Trang. Mà em muốn giới thiệu đây là bạn trai 24 tiếng của em. Hi. Dạ, anh chào chị. Đây là chị Trang. Em chào chị. Em chào chị chứ không phải là anh chào chị. Yeah. Ủa mà bác là người Thụy Điển. Ồ, người Thụy Điển. Thì tại sao nói được tiếng Việt hay vậy? Sao ơi, chắc nói chuyện với con gái Việt Nam nhiều lắm mới học nhanh vậy á. Đúng không? Lúc đầu ấy, em cũng nghĩ vậy. Em cũng nghĩ là sống ở đây mà nói rành vậy là chắc có nhiều con, em con lắm. Không biết là tiếng Việt luôn, không biết là người Việt. Dạ đúng, thì lúc đầu ấy, là em nói là sẽ không thích đâu. Bác có muốn nghe lời khuyên không? Sa có thoải mái không? Sa cũng giống như okay. Yeah. Thì chị cũng hiểu Vân, khá nhiều. Thì chị nghĩ là để mà trở thành bạn trai của Vân á, thì lúc nào cũng nghĩa là một người con trai phải trưởng thành, biết lo lắng cho Vân, biết kiếm tiền, nói chung là khó quá. Cô nàng này đã bị spoil rồi, đã bị chiều đến mức hư hỏng rồi đó. Nhiều quá. Nhìn ở ngoài ba thì chị thấy hai đứa rất là đẹp đôi, thì chị chúc hai đứa, hy vọng là hai đứa nên duyên. Dạ. Thôi chị phải đi rồi. Ok. Chào bạn nha. Ok, thank you chị. Nha, đừng có khóc nữa nha. Ok. Bye Bắp. Mình cảm thấy Bắp cũng là một người khá đáng yêu. Vẻ bề ngoài cũng khá đẹp trai, cũng có thể là khá phù hợp với Vân. Về tính tình thì thấy cậu cũng hiền và cũng biết lo cho Vân. Mà ngày đầu tiên Vân khóc từ sáng đến tối như vậy mà cậu không sợ thì thấy cũng có vẻ ổn. Hồi đó là cũng có người hỏi lấy Sa, bây giờ cũng vậy, cũng có nhiều người thích Sa mà có thể cho Sa một cuộc đời giống như dễ. Mà nếu mà người đó không phải là bạn thân nhất ở trên đời của Sa là Sa không muốn, là tại vì lỡ khi ngày nào đó mà không có cái gì á, là mình có làm lại từ đầu được không? Tại vì nếu mà mình chỉ có sống về vật chất không á, là mình không có cái gì để dạy con cái hết. Ok. Yes. Lúc khi hai người nói chuyện ở đây á, Bắp nghe ý của Sa nhiều, và Bắp nghe Sa nói muốn kết hôn và gia đình và con nữa. Ý của Bắp là Bắp cũng muốn nhưng mà rất là khó cho Bắp, tại vì Bắp đi nhiều nơi, công việc của Bắp phức tạp một chút và chưa chắc là Bắp
ở đây hay là ở nơi khác. Bác nghĩ là khó, nhưng mà Bắp vẫn có muốn quen và gấp nữa, gấp gấp xã nữa. Thì Bắp sẽ gói chỗ Papa cho Bắp và giới thiệu xa. Ủa. Hey Papa. Yeah, hi there. Yeah. Can we speak English? Can you speak English? Yeah, because I want to introduce you to someone. You want to introduce me to somebody? Yeah, I want to introduce someone to you. Yeah. Hello. Hello. Nice to meet you. Wow, so cute. So cute. Yeah. So, where do you come from? The country? I'm from California. From California? Yeah. You live in Vietnam? Yes. Saigon? Yes. Okay. I've been here for a year. What's your name? I'm Vanessa. Vanessa? Yes. You don't know what the Vietnamese is name? Oh, Vong. Van. Oh, okay, because I think it's they are so difficult, you know, the name. I'm here in my little house, my tree house. Tree house. Sweden. Want to see it? Yes, please. You understand? He said in Swedish. Oh, he said you want to see? Yeah, we'll do see. Oh, it sounded the similar, same. Similar, yeah. Yeah. Yeah, nice weather now. Wow. I love that. See, that's the countryside I can go to. Nhưng mà không có muỗi. Có muỗi nhưng mà không cần chết cá. Wow, I love arranging flowers. Nice. Wow, that's beautiful. Men jag får ringa dig lite senare nu. Vi ska spela in vidare nu. Okej. Inte på vad. Vi syns snart. Bye. Nice to meet you. Nice to meet you. See you maybe. Let me see you sometime. Okay, sounds good. Okay. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Okay, daddy, I'll call you later, okay? Papa, I'll ring you later, son. Okay, my darling. Mwah. Okay, papa. Puss. Yeah, that's Spanish style. Wow, he's so nice. Yeah. He's so thoải mái. Có giống bác không? Giống nhau không? Rất là giống như vui vẻ giống nhau.